Hôm nay mình sẽ đem đến cho bà con một cái con camera ngoài trời của AO có tên là DH gạch IBC HFW 1230DT gạch STW nha. Đây là cái mẫu 20 và có cái ống kính là 3,6 mm. Và trong hộp camera của chúng ta cũng tương tự những sản phẩm khác thôi. Camera mình gỡ ra đây và nó cũng có sẵn cái cục nguồn luôn nha bà con. Thì mình chỉ lấy con này ra thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cấp nguồn và tiến hành cài đặt cho nó. Đúng ra thì cái con camera này chúng ta sẽ dùng phần mềm là DMSS nha, nhưng mà mình đã trải nghiệm qua rồi, nó không có thuận tiện lắm nên mình sẽ dùng luôn cái app là của iMoFly luôn để mình tiến hành cài đặt cho nó. Thì bây giờ chúng ta cũng tương tự sẽ quét mã. Wi-Fi hotspot is enabled. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quét cái mã của nó vào. Còn tiếp theo, chọn vào cái mục tiếp theo là cái điểm truy cập của thiết bị nha. Tiếp theo. Đấy, sau đó chúng ta bấm kết nối. Khá là đơn giản và nó cũng cài đặt tương tự giống như những cái con camera IMU khác thôi. Thì thực sự IMU với Ahu này là chung nè. À đúng là cái chỗ này á, là không có cái mật khẩu nha, do cái con này là mình đã từng cài nên mình đặt mật khẩu rồi. Thì tới đây á, của bà con sẽ là đặt một cái mật khẩu an toàn á, nó sẽ không có cái mã an toàn trên đây đâu mà chúng ta sẽ tự tạo ra một cái mã an toàn. Rồi sau khi mà nhập cái mã an toàn vào của bà con thì sẽ tự tạo cái mã an toàn riêng nha. Chúng ta bấm tiếp theo thôi. Rồi bây giờ mình sẽ chọn một cái wifi và nhập cái mật. Bà con nhớ lưu ý nha, cài đặt thì bà con nhớ phải bật định vị nè. Và khi tới đây nó cũng không báo nè, không có hỗ trợ cái wifi băng tầng 5G nên bà con phải lựa cái băng tầng là 2.4G thôi. Sau đó chúng ta bấm tiếp theo. Successfully connected to network. Đấy, nó có những cái thông báo. Và cái mẫu này là có đàm thoại 2 chiều nha bà con. Nó sẽ hơn cái chỗ F22P là có tính năng đàm thoại 2 chiều. Rồi như vậy là đã thành công nha. Mình sẽ để tên mặc định luôn. Bấm tiếp theo. Chọn khu vực, bấm xong. Đây nó đã lên hình rồi đây. Rồi bây giờ mình sẽ cho bà con xem cái hình ảnh thực tế ngày và đêm, thuận sáng ngược sáng của nó sẽ trông như thế nào nha. Thực sự là bây giờ mình rất là buồn ngủ rồi, nhưng mà cũng ráng làm cái video. Vì lâu lắm rồi mình không có làm cái video nói về những dòng camera dài như thế này. Thì cái tính năng đầu tiên ở cái dòng mà 1230 này á, mình thích á, là bà con thấy ở đây mình đang để cái chất lượng là SD, mình có quyền chuyển qua HD. Đây, bây giờ mình chuyển qua HD. Đấy, bà con thấy sau khi chuyển qua HD thì nó sẽ rất là rõ hơn. Nó na ná, nó giống như cái 480 ở trên dòng iMoF 22 á, thì video sau mình sẽ so sánh cái chuyện đó cho bà con cùng xem. Và mình đánh giá cao, mấy ngày nay mình có quan sát thì cái mẫu 1230 này hoạt động rất là tốt, giống như con F22P luôn. Nghĩa là hoạt động tốt ở điều kiện thiếu sáng và ban ngày cũng khá là sáng. Và mình không có can thiệp vào. Thì sáng mai mình sẽ cho bà con xem á, là ban ngày thì nó có những cái vần nó hơi tối tối ở những cái khu vực ở đây ha. Nếu bà con thường xuyên xem kênh của mình thì những khu vực ở đây thì nó sẽ hơi tối. Thì bù lại những cái con camera nào mà tối những vị trí đó thì nó sẽ nét hơn khá là nhiều. Thì chúng ta có thể can thiệp vào bằng phần mềm trên điện thoại hoặc là máy tính để có thể xử lý đó, thì tùy theo cái điều kiện của mỗi bà con. Và bây giờ đang là ở điều kiện ánh sáng đầy đủ nhất, bà con thấy nó như thế nào? Và cái zoom này lên nó ít vỡ hơn nha. Video sau mình sẽ so sánh cho mình sẽ cho bà con thấy cái zoom này nó khác với cái dòng F22 như thế nào. Bà con thấy là những chi tiết đen ở đây nè, nó sẽ khá là rõ. À, và mình đang dùng cái phần mềm là IMU luôn nha. Đúng ra là chúng ta phải dùng phần mềm là DMSS á, nhưng mà cái DMSS á mình thấy phần mềm nó hơi ngáo ngáo thì sao, nó chuyên dụng hơn nhưng mà nó không có thân thiện lắm, mình không thích. Mình cài qua cái phần mềm mà IMU để mình sử dụng luôn. Bây giờ mình sẽ tắt bớt đèn đi để cho bà con cùng xem. Và thực sự là cái con này nó sẽ, mình đã tắt một đèn rồi nha, hoạt động tốt ở điều kiện thiếu sáng luôn. Nên bây giờ mình tắt thẳng hai đèn luôn để chúng ta dễ thấy. Và bà con thấy sao khi đã tắt hai đèn, và hiện tại cái đèn năng lượng mặt trời này bây giờ đã gần 12 giờ đêm rồi, nó đã lưu rất là nhiều rồi nha, nó không còn sáng được như cái lúc mà buổi chiều khoảng 6 giờ đâu. Nhưng mà ánh sáng lưu này, cái con 1230 này của chúng ta vẫn có màu ở điều kiện thiếu sáng được. Bà con thấy bá đạo chưa? Mình thích IMU ở điểm đó. Và khi mình nhìn lên như thế này thì kế bên đó có một con C6N40 ở đó, nó đã chuyển qua chế độ hồng ngoại rồi. Cái này Azivit làm không lại bên Aho. Rồi bây giờ mình sẽ tắt luôn cái đèn năng lượng mặt trời này để cho bà con chúng ta xem cái ánh sáng trắng đen của nó như thế nào. Bà con thấy đó, chỉ có một cái đèn năng lượng mặt trời tí xíu xíu ở bên kia thôi mà ở bên đây nó vẫn giữ được có màu. Rồi nó đã chuyển qua rồi ha, do cái đèn bên kia nó đã tắt. Tại mình mở khá là nhiều cái con camera, mình đang đặt một cái con F22P đây nè, bà con thấy nó đang rọi ra và nó lại sáng luôn cứ ở phía sau nữa. Để mình dẹp cái con F22P đi. Tại mình đang để hai con F22P, một con dưới này và một con ở trên kế bên con 1230DT. Thì video sau mình sẽ so sánh giữa hai cái con này với nhau và bà con sẽ nên chọn cái dòng nào. À, cái phần mờ mờ này là
cái bịch ni lông đây mình chưa gỡ nè, mình cứ nghĩ là nó không ảnh hưởng lắm, cho ban ngày mình quan sát mấy ngày nay tối ban đêm mình tắt đèn đi hết á, mình không có gỡ ra nên là cái ảnh hưởng nha. Nhưng mà nếu mà cái chỗ mà không ảnh hưởng thì bà con thấy cái màu đen nó khá là tốt nè. Không, bây giờ mình leo lên mình gỡ luôn thôi, để mình gỡ luôn đi chứ để vậy nhìn nó khó chịu quá. Rồi mình sẽ thẳng mình mở đây, mình test luôn cái tính năng là mình bật lên nó coi nó có chuyển về cái ánh sáng có màu ban đêm khi điều kiện ánh sáng yếu có màu hay không nha. Mình tính đâu mình không gỡ, bây giờ bắt buộc phải gỡ rồi. Rồi con đợi mình xíu nha. Rồi sau khi gỡ cái miếng ni lông ở đây bà con thấy nè, mình đã gỡ cái miếng ni lông khác liền hẳn hoàn toàn nha. Có nghĩa là do cái đèn hồng ngoại á, nó rọi vào cái miếng ni lông này nó ánh ngược lên nên nó bị tạo ra cái hiện tượng mờ mờ khi nãy. Định qua video sau vừa gỡ, mà nói chung đường nào cũng phải gỡ rồi, không gỡ thì không có cho bà con cái hình ảnh xác thực được. Vậy cái con camera 1230 này sẽ phù hợp ở trong trường hợp nào? Một á là bà con có thể dùng nó để ép vào đầu ghi như KB, AHO hay là hình như hết vẫn ép được nha. Cái này mình chưa test, để bữa nay mình test lại. Nhưng mình nhớ là để ép được á, có nghĩa là nó còn hỗ trợ on-vid khá là nhiều cái nền tảng hỗ trợ cho nó, nên đây là một cái mình thấy hài lòng và ok. Cái thứ hai nữa là nó sẽ phù hợp với gia đình nào có cái khoảng sân tầm 7-8 mét ngang á và sâu vào, thì cái chỗ vị trí mình đứng ở đây nè là 10,5 mét, và nếu mà đứng mà tính xéo qua như vậy có lẽ nó sẽ là 11 mét nha, thì mình thấy nó vẫn ok luôn. Đấy, bà con lưu ý cái này, thì mình nghĩ là sát có tầm ngang mà 7-8 mét, xa 15-20 mét là thấy được. Mình nó tính đầu sâu vô nha, chứ mình không có nói rộng bạc ngang ra. Nếu mà rộng bạc ngang rồi thì bà con nên chọn F22. Và lý do vì sao thì video sau mình sẽ nói rõ hơn. Rồi, bây giờ có nghĩa là khi nãy bà con thấy là mình đã tắt hết đèn cho bà con xem ánh sáng trắng đen, và sau đó mình mở đèn lại, thì cái con 1230 này chúng ta không thể chuyển từ không có ánh sáng trở thành có màu ở điều kiện ánh sáng thấp được, mà chỉ có thể giữ từ điều kiện ánh sáng đầy đủ, chuyển xuống ánh sáng thấp thì nó vẫn giữ màu được, còn chỉ ngược lên thì không được. Cái đó chỉ có Reolink với Xiaomi là làm được thôi. Sáng ngày mai mình sẽ cho bà con xem cái hình ảnh thực tế của 1230 này thuận và ngược sáng nó như thế nào nha. Lúc bắt đầu mà mình sử dụng á, thì mình thấy cái chữ SD đây nè, đầu video mình có nói á, cứ mở lên là nó sẽ bị SD liền. Thì đầu tiên mình không quen, mình cảm thấy rất là khó chịu, nhưng mà sau khi sử dụng một khoảng thời gian á thì mình mới thấy cái đây mới là cái hay. Có nghĩa là khi mà mạng yếu vô này, cái đường truyền wifi mình thấy rất là nhiều nhà bị, không biết là các tỉnh khác của bà con có bị hay không, còn chỗ của mình thì bị rất là nhiều. Nên khi mà mặc định nó vô nó là SD luôn á, thì nó luôn luôn nó sẽ lót lên được liền. Và sau khi nếu mà dùng đường truyền của chúng ta ổn định á, thì chúng ta có thể chuyển lại HD như thế này để cho nó rõ hơn. Còn nếu mà bà con thấy đường truyền nó không ổn định á, thì chúng ta cứ để SD luôn. Khó chịu nhưng sử dụng quen rồi thì mới thấy cái hữu ích của nó. Và bà con thấy nè, mình đứng gần khuôn mặt mình đã thấy rất là rõ, cái màu này cũng rất là thật, nó không có bị nịnh lên như những cái dòng V3 gạch D của IMO đó. Mặc dù phía xa này nó có hơi chói một xíu nhưng mà con vẫn có thể thấy được khu vực phía sau. Nếu bà con thường xuyên xem thì bà con thấy mình luôn luôn lấy cái góc này ha, sát cửa nè, cho tới qua bên đây còn lại bao nhiêu thì mình sẽ lấy qua tới sân bên đây. 3,6 mm, góc nó nhỏ hơn nhưng bù lại hình ảnh nó sắc nét hơn, nên nếu phù hợp với điều kiện bà con gắn vào những cái chiều sâu. Còn cái chiều mà rộng á, nghĩa là tính từ ngang bên đây nè, từ ngang bên đây kéo dài qua bên đây gọi là chiều rộng nha, thì nó sẽ không phù hợp với những khoảng sân rộng. Thì bà con hãy chọn cái khẩu ống kính cho nó phù hợp với cái nhu cầu sử dụng của chúng ta. Và những cái khu vực này điểm qua mình có nói rồi, thì ở đây nè nó sẽ bị tối nè. Thì những cái con mà tối ban đêm á, những khu vực đó càng tối thì ban ngày nó sẽ cũng tối ít đi, bù lại nó sẽ rõ hơn và nét hơn. Thì cái này chúng ta có thể can thiệp vào chỉnh ngược sáng được. Bà con thấy cái hình ảnh chất lượng ban ngày của nó cho ra như thế nào? Đây là sẽ một cái dòng mà giải quyết được vấn đề mà chỉ cần rõ đẹp và đàm thoại thôi, không quan tâm tới tính năng có màu gì cả. Rồi tiếp theo chút xíu nữa mình sẽ xoay nó ra ngoài cho bà con xem cái hình ảnh ban ngày ngược sáng của nó sẽ trông như thế nào nha. Nói gì thì nói thì tất cả các dòng mà giá tầm vài trăm ngàn hoặc là thậm chí những cái con camera 1,000,000 luôn, cái vấn đề ngược sáng này mà nếu chúng ta không can thiệp vào thì bà con thấy bắt buộc nó phải tối như thế này thôi, chứ không thể nào mà rõ được. Nhưng mà đối với mình thì thực sự mình luôn luôn ưu tiên chọn dòng 20. Bà con thấy thì khi mà đứng ngoài ngược sáng như thế này nó hơi chói một xíu, nhưng mà đại đa số những người mà vào thì cũng là người quen là chính thôi. Còn cái trường hợp mà trộm vào á, người lạ thì nó hiếm lắm. Trộm thì đương nhiên nó sẽ xuất hiện vào ban đêm chứ nó không có xuất hiện vào ban ngày mà ngược sáng vậy. Nên mình thấy cái ban đêm của dòng 1230DT này mình đã cho bà con xem thì nó rất là rõ. Màu đen nó rất là sâu, nhìn giống giống của F22P hay là A22 rồi á. Thì rất là đẹp. Và như với mình như vậy, ánh sáng hồng ngoại trắng đen như thế là đã đủ rồi. Thì còn tùy bà con thấy nó như thế nào. Cái này mình không bật ngược sáng luôn nha. Mình thấy làm thêm cái này để cho bà con xem thôi, chứ không có, mình cũng không có khuyến nghị bà con nên gắn mà quay ngược ra như thế này. Thậm chí ở đây mình còn một cái mẫu F22P ở đây nè,
nhỏ dưới đây bà con thấy nè. Thì mình để ở dưới mà gắn ngược sáng ra thì bà con thấy cái khu vực ở ngoài này nó sẽ cháy sáng toàn bộ luôn. Nên mình cũng không có khuyến nghị là bà con nên gắn ngược sáng ra làm gì. Tại vì ở khu vực ngoài này cũng chẳng có tài sản gì cả. Tài sản chúng ta sẽ nằm ở phía ở trong nhà thôi. Thì cái đó là cái ý kiến cá nhân của mình theo cái cách mình gắn camera thường là như vậy. Bà con thấy cái chất lượng ngược sáng của nó như vậy thì có đáp ứng được cái nhu cầu của bà con hay chưa? Rồi, bà con cần cái thông tin gì, thắc mắc gì thì cứ đặt câu hỏi trong phần comment. Ở video sau mình sẽ so sánh cái mẫu 1230 này cùng với mẫu F2P cho chúng ta xem nó như thế nào.